Dạ vâng, đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào bà con, cô bác, anh chị, quý vị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe bản hatchback một đầu và những mẫu xe bản sedan hai đầu. Tất cả những mẫu xe 7 chỗ, máy dầu, máy xăng hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghị. Giá tiền chỉ từ 69 triệu đồng, 69 triệu đồng cho đến 600 triệu đồng quay đầu. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ đoàn nghị Hải Phòng, hãy cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ đi từ nhỏ đến lớn các bác nhá. Em sẽ báo giá nhanh cho quý vị và các bạn xem và tham khảo. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe Trendrelax sở Bắc sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là chỉ với 0.8 máy xăng. Giá tiền 69 triệu đồng. Vâng, chỉ với 69 triệu đồng, tên tư nhân biển Hà Nội 30A58177, mang nước sơn màu trắng ngọc trai. Vâng, một mẫu xe Trendrelax Spark mang thương hiệu của nước Mỹ, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó chỉ với 0.8 thôi, máy lộ một còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, 69 triệu đồng. Daewoo Matiz Trendrelax Spark sản xuất 2009, vâng, tư nhân, một chủ sử dụng từ mới, biển kiểm soát 16M, vâng, 9549. Vâng, một mẫu xe mang nước sơn màu xanh, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Vâng, nội thất thì rất là đẹp các bạn này. Nội thất thì ghế da trang bị hai màu. Màn hình Android cam nồi đầy đủ. Vâng, định vị toàn cầu. Ok các bác nhá. Giá tiền con này thì mắc hơn một chút là 76 triệu đồng. Vâng, con kia thì chỉ với 69 triệu đồng. Đấy, con này 76 triệu đồng các bác nhá. Đấy, con này thì 76 triệu đồng này. Đấy, sơn si thì màu trắng ngọc trai. Vâng, con này thì đấy, con này thì đăng kiểm thì hết rồi các bác nhá. Đấy, thì tí nữa mai em sẽ cho đi đăng kiểm mới tinh cho các bác. Hôm nay là ngày chủ nhật em chưa đi đăng kiểm được. Mai thứ hai đầu tuần em cho đi đăng kiểm mới tinh. Và đây là một mẫu xe BYD. BYD sản xuất trong năm 2011, mang nước sơn màu đỏ, mang biển kiểm soát Hải Dương. Vâng, giá tiền 90 a. Vâng, chỉ với 98 triệu đồng thôi. Rất là rẻ các bác nhá. Đấy, 2011 mà giá tiền chỉ với 98 triệu đồng. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan các bác nhá. Nội thất đây rất là tươi. Đấy, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Đấy, trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn mà giá tiền chỉ với 98 triệu đồng các bác nhá. Vâng, mẫu xe tập lái che mưa che nắng này. Đây là một mẫu xe Kia Morning. Đấy, con này thì có năm sản xuất 2012 các bác nhá. 2012 con này thì 132 triệu đồng. Đấy, 132 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning la răng đúc 4 bánh này. Một mẫu xe bản hatchback một đầu đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, chỉ với 132 triệu đồng. Đấy, bên em còn có 3 hồ sơ cho các bác. Đấy, Jolly. Vâng, một mẫu xe Jolly, Jolly bản đủ. Và vâng, tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Một mẫu xe Jolly đèn cột lốp treo tua mát sách kim phun điện tử. Giá tiền chiếc này là 100, vâng, loanh quanh chỉ với 100 triệu đồng. Mà con này thì đăng ký 8 chỗ ngồi các bác nhá. Đấy, 8 chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn, thương hiệu của Nhật Bản. Vâng, giá thì rất là rẻ. Vâng, chỉ với 100 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Jolly bản đủ, đèn cột lốp treo, máy turbo, mát sách, kim phun điện tử các bác nhá. Đấy. Và đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2015, mang nước sơn màu đỏ, tên tư nhân mà biển Hải Dương 34A. Vâng, 12894 các bác này. Vâng, một mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá là chỉ với 200 triệu đồng thôi. Vâng, sơn si màu đỏ, ai yêu màu đỏ thì alo trực tiếp cho em các bác nhá. Một mẫu xe 5 chỗ ngồi mà giá tiền thì chỉ với 200 triệu đồng. Vâng, chỉ với loanh quanh 200 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Jolly, mẫu xe Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc, sơn si màu đỏ, ai yêu thì alo cho em. Và em đến một mẫu xe Toyota. Toyota Innova sản xuất 2011. Vâng, máy số zin, keo chỉ zin, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Giá tiền chiếc này bên em đang chào bán với giá là 200 vâng, con này thì 232 triệu đồng các bác nhá. Con xe này thì rất là đẹp luôn. Các bác mà làm mới vào làm dịch vụ kinh doanh dịch vụ thì anh con này thì rất là nhanh thu hồi vốn các bác này. Đấy, con này nó là bản Z các bác nhá. Đấy, 2011 mà có hơn 200 triệu đồng một chút thôi. 232 triệu đồng. Vâng, còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác.
Vâng, đây là một mẫu xe Forerunner, một mẫu xe bán tải Forerunner. Đấy, động cơ máy dầu, vâng, một cầu gầm cao máy thoáng, biển kiểm soát Bắc Giang. Mà giá tiền con này thì chỉ với 288 triệu đồng thôi. Đấy, một mẫu xe vừa chở được người mà vừa chở được hàng các bác nhá. Đấy, 5 chỗ ngồi, đằng sau là thùng hàng các bác nhá. Mang biển kiểm soát Hà Nội, vâng, mang nước sơn màu đen, mang biển kiểm soát 29A49831. Đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007, sơn xi màu đen, máy số zin và keo chỉ zin luôn. Trước này thì bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 242 triệu đồng. Đấy, bác nào khéo mồm khéo miệng đến đây em sẽ bớt cho các bác 10 triệu, chỉ còn 232 triệu đồng thôi. Đấy, Toyota, đấy, bản G, bản đủ các bác nhé. Xe tư nhân chính chủ gia đình xịn sò luôn. Toyota Innova sản xuất những năm 2010. Vâng, bản G, số sàn, động cơ 2.0. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, sơn xi thì màu vàng cát, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Giá tiền của chiếc này là 265 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác. Vâng, chỉ với 265 triệu đồng, một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi, mẫu xe Innova, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhé. Và chiếc này thì chiếc Jolly này. Đấy, chiếc Jolly này thì rất là rẻ các bác nhé. Đấy, con này thì 2003, giá tiền chỉ với 85 triệu đồng thôi. Mẫu xe 7 chỗ mà giá tiền chỉ với 85 triệu đồng, rất rẻ luôn. Đây là còn rất là nhiều các bạn này. Đấy, rất là nhiều những mẫu xe giá rẻ giật mình luôn. Đấy, ví dụ như là Chevrolet Vivante này. Đấy, Chevrolet Vivante này thì chỉ với 140 triệu đồng các bạn nhá. 7 chỗ ngồi, số sàn, động cơ 2.0. Và trước này chiếc Mitsubishi này. Đấy, Mitsubishi Ferrado. À vâng, sản xuất 2003. Vâng, 7 chỗ ngồi, giá tiền 180 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe Mitsubishi, vâng, Ferrado. Và tiếp tục đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Bắc Giang. Đây là một mẫu xe Innova 2015 các bác nhá, động cơ 2.0, biển kiểm soát 98A. Vâng, 40410. Vâng, giá tiền của chiếc Innova này bên em đang chào bán với giá là loanh quanh hơn 300 triệu đồng một chút các bác nhá. Đấy, nội thất rất là tươi các bác này, nội thất rất là tươi. Đấy, bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Vâng, giá tiền chỉ với hơn 300 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova, con này nó là bản Z số sàn, động cơ 2.0. Mang biển kiểm soát 60A, sơn xi thì màu trắng ngọc trai. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios 2015, con này nó là bản Z các bác nhá. Bản Z thì động cơ chỉ với 1.3 thôi. Đấy, 1.3 máy xăng các bác nhá. Màn hình Android cam nuôi đầy đủ này, sơn xi thì màu trắng này. Vâng, gương kính chỉnh điện này, đấy, túi khí an toàn đầy đủ các bác nhá. Đấy, giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008, số tự động, động cơ của nó là 2.5 máy dầu, một cầu gầm cao máy thoáng các bác nhá. Đấy, một mẫu xe châu Mỹ, sơn xi thì màu phấn hồng, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe Ford Everest 2005 các bác nhá, 2005 này, biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, động cơ máy dầu, số sàn một cầu. Vâng, một mẫu xe gầm cao máy thoáng các bác nhá. Mua về chạy công trình công trường thì rất là ok luôn. Đấy, giá tiền 175 triệu đồng. Vâng, chỉ với 175 triệu đồng thôi. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe này là mẫu xe Ford Everest. Vâng, công trình công trường đường rừng đường đèo ok luôn. Đấy, máy dầu thì rất là khỏe. Vâng, đây là một mẫu xe Chevrolet Captiva, một mẫu xe phải nói là to cao đẹp dài, đến từ thương hiệu nước Mỹ các bác nhá. Biển kiểm soát thì Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A29763. Mẫu xe mẫu xe Chevrolet Captiva bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Con này thì có năm sản xuất 2009 các bác nhá, động cơ 2.4 máy xăng. Vâng, động cơ 2.4 máy xăng rất là khỏe luôn. Mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A, vâng, 72015. Một mẫu xe tên tư nhân, vâng, biển Hải Phòng. Một mẫu xe chỉ với 98 triệu đồng, đấy, sản xuất 2006. Đây là một mẫu xe Toyota Innova bản G, số sàn, động cơ 2.0 máy xăng. Vâng, giá tiền chỉ với 198 triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe 7 chỗ ngồi, máy dầu, máy xăng, vâng, 5 chỗ, đấy, bản hatchback, bản sedan, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, cứ alo trực tiếp cho em các bác nhá. Rất là nhiều các bác này. Đấy, hàng 200 đầu xe làm la liệt ở bãi các bác nhá. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30A 87425. Đây là một mẫu xe Toyota Innova
Vâng, là một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cùi đá. Con này thì 195 triệu đồng. Đấy, 195 triệu đồng, động cơ 2.0 máy xăng. Sản xuất 2008 các bác nhá. 2008. Vâng, 190 triệu đồng. Đấy, con này nó là bản G các bác nhá, bản G số sàn 2008. Toyota Fortuner, sản xuất 2010 các bác nhá, 2010. Số tự động, động cơ máy xăng hai cầu, gầm cao, máy thoáng, biển kiểm soát tại con Hà Nội. Giá tiền của chiếc Toyota Fortuner là bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cùi đá mang thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.7 máy xăng, mang biển kiểm soát Hải Dương 34A. Đây là một mẫu xe Toyota Innova, sản xuất từ năm 2016 các bác nhá. 2016, giá tiền 398 triệu đồng. Vâng, 398 triệu đồng cho một mẫu xe sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát tại con Hải Dương. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova 2015. 2015 các bác nhá. Con này nó là bản G số tự động này. Bản G số tự động, động cơ 2.0, giá tiền 450 triệu đồng. Vâng, 450 triệu đồng, còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển khác. Nhưng cái tiền chi cho cái khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe này, alo cho em. Tiếp tục đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Daewoo Lacetti. Vâng, Daewoo Lacetti sản xuất năm 2010. Vâng, giá tiền 240 triệu đồng. Vâng, số tự động có nhá. Con này nó là bản CDX nha. Tiếp tục đây là một mẫu xe tập đi tập lái, che mưa che nắng nha. Tập đi tập lái và che mưa che nắng các bác nhá. Đây là một mẫu xe mẫu xe Kia. Vâng, Kia Spectra, sản xuất 2006, đăng ký và lăn bánh ở đầu 2007, số sàn, khối động cơ 1.6. Con này thì rất là đẹp luôn, keo chỉ zin các bác nhá. Keo chỉ zin, máy số ngon, gầm bệ chắc, côn số ngọt. Đăng kiểm đến tận tháng 6 năm 2023 các bác này. Đấy, nội thất em này thì rất là tươi luôn. Rất là tươi các bác này. Đấy, rất là tươi các bác nhá, màn hình đầy đủ rồi. Đấy, con này 95 triệu đồng. Nissan Soli mang thương hiệu Nhật Bản, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5. Đấy, một mẫu xe Nissan Soli mà giá tiền chỉ với 215 triệu đồng. Sản xuất 2013. Vâng, con này thì phải nói là rất là đẹp luôn. Màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhá. Mẫu xe 5 chỗ ngồi. Vâng, 2013 mà giá tiền thì rất là rẻ luôn. 215 triệu đồng cho một mẫu xe Nissan Soli. Vâng, mang biển kiểm soát Hà Lan 90A. Đây là một mẫu xe Toyota nữa, sản xuất 2011 các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát Hà Lan 90A. Đấy, sơn xi màu đen, biển kiểm soát Hà Lan. Vâng, chỉ 198 triệu đồng. Đấy, số sàn, hộp số 5 cấp. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios là một trong những mẫu xe hàng quốc dân, giá cả bình dân. Tiếp tục đây là một mẫu xe Daewoo Lacetti. Vâng, Daewoo Lacetti bản CDX, sản xuất 2010. Sơn xi thì màu xám đá rất là đẹp, la răng đúc, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Vâng, một mẫu xe Daewoo Lacetti bản CDX. Vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, bản khung cửa sổ trời. Giá tiền trước này là 238 triệu đồng các bác nhá. Toyota Vios sản xuất 2017. Vâng, 2017, số tự động, động cơ 1.5, tư nhân chính chủ, màu biển Hà Nội 30A. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là loanh quanh 405 triệu đồng. Hyundai Accent. Vâng, Hyundai Accent có năm sản xuất 2011, số tự động, động cơ 1.4. Vâng, một mẫu xe 5 chỗ ngồi, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Giá tiền 325 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Mazda. Vâng, Mazda 3. Mazda 3 có năm sản xuất 2000, con này nó là Mazda 6 các bác nhá. Mazda 6 sản xuất 2017. Mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 2.0 máy xăng. Giá tiền 568 triệu đồng. Vâng, bao test hãng các kiểu cho quý vị và các bạn, bao cả sang tên các bác nhá. Bao gồm cả phí sang tên cho quý vị và các bạn luôn. Một mẫu xe Mazda. Vâng, Mazda 6 bản sedan hai đầu, xe thì rất là chuẩn, xe rất là đẹp. Toyota Fortuner sản xuất 2009, mang nước sơn màu đen, mang biển kiểm soát Hưng Yên. Vâng, một mẫu xe Toyota Fortuner bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng.
mẫu xe Toyota Fortuner, mẫu xe bền bỉ tiết kiệm, vâng, động cơ 2.7 máy xăng, xăng ăn tầm 12 lít đến 11 lít trên 100 cây số các nhá. Ford Everest sản xuất 2008, số tự động, động cơ máy dầu gầm cao máy thoáng các nhá. Một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008 với giá tiền 315 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Chevrolet Vivante sản xuất 2008, con này nó là số tự động. Động cơ của nó là máy xăng máy 2.0, biển kiểm soát Cao Bằng 11A, với giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng. Vâng, đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 98A biển Bắc Giang, Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe sản xuất những năm 2003. Vâng, số tự động, động cơ máy dầu, gầm cao máy thoáng này. Đấy, với giá tiền chiếc này là 225 triệu đồng. Toyota Innova sản xuất 2016 các bác nhá, 2016 này. Đấy, một mẫu xe 2.0 máy xăng. Vâng. Đấy, hồ sơ thì bên em đã rút về tên rồi. Giá tiền trước này là 385 triệu đồng bao gồm phí cả xăng tên cho các bác. Mang biển kiểm soát 17A10165. Đây là một mẫu xe Toyota Innova. Vâng. Sơn si thì màu bạc. Vâng, biển kiểm soát thì biển này biển Thái Bình 2009 các bác nhá, 255 triệu đồng. Vâng, 255 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe Innova, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng quý đá này. Hyundai Tucson sản xuất 2010 bản đủ. Vâng, bản đủ tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, mẫu xe 5 chỗ ngồi, rộng ngang với 7 chỗ mà giá tiền trước này là 425 triệu đồng. Toyota Vios sản xuất 2014 bản G, số tự động, động cơ 1.5, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá, số tự động, bản G, bản cao cấp của dòng Toyota Vios. Hiện tại trước này bên em đang chào bán giá là 388 triệu đồng. Đấy, 388 triệu đồng, còn có bao hồ sơ cho các bác. Vâng, mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A23976 này. Mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2016 các bác nhá. 2016 tên tư nhân biển Hải Phòng. Sơn si màu đen xịn sò, la răng đúc túi khí cũng như ABS đầy đủ. Đấy, con này nó là bản E xịn các bác nhá. Mà giá tiền trên này là 340 triệu đồng. Toyota Vios 2014 này 305 triệu đồng. Đấy, bản E sơn si màu xanh, biển kiểm soát Bắc Giang. Toyota Vios sản xuất 2019 nhé, 2019 bản G, số tự động, động cơ 1.5. Vâng, đây là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cùi đá, mẫu xe Toyota Vios. Đấy, bản G nó là bản cao cấp nhất của dòng Toyota Vios. Trước này là bên em đang chào bán với giá là loanh quanh 500 triệu đồng. Honda Civic, vâng, Honda Civic sản Honda Accord các bác nhé, Honda Accord nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Vâng, động cơ 2.0, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A. Giá tiền của chiếc Honda Accord bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Toyota Vios mang biển kiểm soát 15A, sản xuất 2000. Con này thì nó là bản G các bác nhé, bản G sản xuất 2014 này. Sơn si thì màu đen xịn sò, giá tiền 265 triệu đồng. Cho một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Toyota Vios mang biển kiểm soát 14A biển Quảng Ninh, sản xuất 2018, la răng đúc túi khí cũng như ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới này. Hiện tại chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 372 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe Hyundai Avante, Hyundai Avante sản xuất 2012 các bác nhá. Vâng, 2012, số tự động, động cơ 1.6. Một mẫu xe nước sơn màu trắng ngọc trai, xe tư nhân chính chủ, gia đình sửa chữa luôn. Với giá tiền của chiếc Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng. Tiếp tục một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios sản xuất 2017, số sàn, động cơ 1.5, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ các bác nhá. Toyota là một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cùi đá, mang thương hiệu Nhật Bản, đi rất là bền và tiết kiệm. Giá tiền 369 triệu đồng, máy mới, máy trắng rất là đẹp luôn. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Buick, vâng, Buick X-Trailer, sản xuất năm 2009.
số tự động động cơ 1.8 máy xăng, giá tiền 125 triệu đồng cho một mẫu xe Bullitt X-Trailer số tự động các nhé. Và đây là một mẫu xe Kia K3 sản xuất 2015. Vâng, 2015 số tự động động cơ 2.0 máy xăng, biển kiểm soát 99A. Vâng, tư nhân chính chủ, một chủ hình từ mới. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng. Hyundai Venna sản xuất 2008 này. Đấy, số sàn động cơ 1.4 máy xăng, biển kiểm soát 14A, biển Quảng Ninh các bác nhá. Giá tiền của chiếc này là 172 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Venna, keo chỉ zin, máy zin luôn các bác nhá. Keo chỉ zin, máy zin. Mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ này. Vâng, đây là một mẫu xe Toyota Vios bản G số tự động, động cơ 1.5. Vâng, la răng đúc túi khí ABS đầy đủ luôn. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Kia K3. Vâng, Kia K3 sản xuất những năm 2014 các bác nhá, 2014 này. Số tự động động cơ của nó là 2.0, nó là bản đủ bản khung cửa sổ trời luôn. Vâng, một mẫu xe Kia K3 bên em đang chào bán với giá là 425 triệu đồng. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, form dáng thì rất là phong cách thể thao. Đấy, form dáng thì rất phong cách thể thao các nhá. Mẫu xe Hyundai ASEAN. Hyundai ASEAN sản xuất 2018 này. 2018. 2018 mà các bác nhá, số sàn động cơ 1.4. Vâng. Động cơ 1.4, giá tiền loanh quanh 400 triệu đồng. Vâng, loanh quanh 400 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai ASEAN. Vâng, sản xuất 2018, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới này. Đây là một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2008, số tự động, động cơ 2.0. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Đấy, xe gia đình xịn sò luôn đó nhá. Vâng, con này nó là bản đủ đây. Với giá tiền trước này là 275 triệu đồng cho một mẫu xe Honda Civic. Vâng, sản xuất 2008, rất là đẹp luôn. Mang biển kiểm soát Hải Dương 34A186171 này. Toyota Vios mang biển kiểm soát Hải Dương bản Limo lưng phun kinh đồ. Giá tiền 190 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Đấy, mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản. Hyundai Grand i10 sản xuất 2015. Vâng, 2015 mang thương sơn màu trắng, mang biển kiểm soát Vĩnh Phúc 88A. Một mẫu xe bản sedan hai đầu, giá tiền 245 triệu đồng. Vâng, đây là một mẫu xe Trendblade Crew sản xuất trong năm 2011. Mang phiên bản số tự động với động cơ 1.8 máy xăng, biển kiểm soát Thái Nguyên. Sơn di thì màu đen huyền bí các bác nhá. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng cho một mẫu xe Trendblade Crew. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Daihatsu Lacetti sản xuất 2010. Mang phiên bản số sàn với động cơ 1.6, biển kiểm soát Hà Nội, tư nhân chủ mã đầy đủ luôn. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là đâu đó là 146 triệu đồng. Đấy, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng 2010. Keo chỉ zin, có vâng, nội thất thì rất là tươi. Và phía dưới đây còn rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, Trendblade Avel 2013, giá tiền 225 triệu đồng. Đây là một mẫu xe số sàn, động cơ của nó là 1.6. Đây là một mẫu xe Daihatsu, vâng, Daihatsu Lacetti nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Vâng, bản này là bản SE, giá tiền đâu đó là 199 triệu đồng. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30U. Đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti, con này nó là bản CDX các bác nhá. Bản CDX nhập khẩu nguyên trước. Vâng, số tự động, con này nó là bản bản xuất Trung Đông. Bản này là bản 8 tư khí các bác nhá. Giá tiền chiếc này là 240 triệu đồng. Mang biển kiểm soát Hòa Bình. Vâng, Toyota Vios 2014, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Vâng, biển kiểm soát Hòa Bình. Sơn xi màu bạc. Vâng, la răng đúc túi khí đầy đủ. Con này xe gia đình xịn sò luôn. Giá tiền chiếc này là bên em đang chào bán với giá là 332 triệu đồng. Toyota Vios mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A. Vâng, 39583.
Vâng, con này nó là bản E số tự động các nhá. Bản E số tự động, động cơ của nó là 1.5. Vâng, sơn xi thì màu vàng cát, biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, với giá tiền chiếc này là 415 triệu đồng. Đấy. Con này nó là số tự động sản xuất 2018 các bác nhá. Và em sẽ tiến xuống phía dưới này còn rất là nhiều các bác nhá. Xe bãi em thì lúc nào duy trì khoảng 200 đầu xe. Hôm nay thì em sẽ báo giá thật nhanh cho quý vị các bạn. Đây là một mẫu xe Mercedes GLK sản xuất 2009, 390 triệu đồng. Đấy, xe Mercedes GLK các bác nhá. Đấy, thị trường đang bán 440 triệu đồng, bên em đấy, bán cắt lỗ thổi vốn còn 390 triệu đồng thôi. Ford Fiesta sản xuất 2011, 250 triệu đồng. Đấy, số tự động, động cơ 1.6. Và đây là một mẫu xe Mazda. Vâng, Mazda 3S sản xuất năm 2009, số tự động, động cơ 2.0, máy xăng, biển kiểm soát Hải Phòng, giá tiền 265 triệu đồng. Hyundai Venla, vâng, 2008, giá tiền, vâng, 145 triệu đồng. Hyundai Venla các bác nhé. Đấy. Hyundai Venla, vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Mang biển kiểm soát 17A08885. Đây là một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios 2017. Con này nó là bản E số sàn, động cơ 1.5, máy xăng. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 369 triệu đồng. Đấy. Và sau đây em sẽ tiến xuống phía dưới này, còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, rất là nhiều các bác này. Đấy, phía dưới đây thì toàn là xe hatchback một đầu. Đấy, xe hatchback một đầu các bác nhá. Đấy, giá thì rất là rẻ luôn, giá rẻ như bèo. Đấy, ví dụ như con này này thì có 70-25 triệu đồng này. Đấy, trên máy lát sở bác các bác nhá, 75 triệu đồng này. Đấy, rất là nhiều các bác này, còn rất là nhiều. Và hôm nay thì em xin phép các bác, em khép video lại từ đây. Đấy, thì em báo giá đến 26 phút rồi, còn rất là nhiều xe nhưng mà em không thể báo hết được. Thì mai em sẽ tiếp tục lên sóng cho quý vị và các bạn xem và tham khảo. Đấy. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, cứ alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.